Rồi, chào các anh em nhé. Thì có nhiều anh em mua Sony mà lại không biết cách cài để bật cái dữ liệu di động ấy, 3G 4G đấy. Thì hôm nay em lại lên clip này để giới thiệu anh em hướng dẫn anh em nhé cách bật 3G 4G trên những cái dòng điện thoại Sony của Nhật anh em nhé. Ok. Đây, đầu tiên anh em vào cài đặt. Thì anh em vào cài đặt nhé. Vào phần mạng của internet này. Mạng di động nâng cao này anh em nhé, cao kéo dưới cùng nhé, phần tên điểm truy cập này. Đấy. Đấy thì anh em ấn vào dấu cộng này, ấn vào dấu cộng anh em nhé. Đối với mỗi sim của mỗi nhà mạng thì nó lại có một chút khác nhau. Thì như cái máy của em đang nắp cái sim này là của Vina nhé, thì em giới thiệu Vina trước này. Cái dòng đầu này thì anh em viết gì cũng được, anh em đặt cái gì cũng được. Dòng thứ hai thì anh em đối với sim Vina này thì anh em viết M này, số 3 này, gạch giữa này anh em nhé, gạch giữa đây, và viết chữ vua nha anh em nhé, quốc tế đây anh em nhé, WOR L này, D này. Đấy. Như này nhé, xong anh em ấn OK này. Tiếp theo cái phần tên người dùng này thì anh em điền chữ MMS nhé, dòng mật khẩu này cũng điền MMS. OK này, xong ấn phần chữ số 3 chấm này, ấn lưu lại anh em nhé, lưu lại, đấy, lưu lại xong anh em ấn tích vào cái dấu tròn này nhé, đấy, thì nó sẽ lên 4G luôn này, lên 4G luôn. Tiếp theo thì là đối với sim Viettel thì anh em làm như sau, dòng tên này thì anh em viết gì cũng được, dòng APN này anh em viết chữ V này, gạch giữa, gạch giữa này, chữ Internet nhé, Internet. Đấy, viết như này, xong OK này, cũng lưu lại anh em nhé, cũng lưu lại. Đấy. Như này là của Viettel này. Đấy. Tiếp theo là đến Mobi anh em nhé, Mobi thì anh em dòng đầu cũng viết dị được. Dòng thứ hai này của Mobi nó sẽ là chữ M này, gạch giữa này, WAP anh em nhé, WAP. OK này, tên người dùng MMS, mật khẩu MMS. Xong cũng lưu lại anh em nhé. Đấy. Thì anh em dùng Viettel chọn Viettel, dùng Mobi chọn Mobi, Vina chọn Vina anh em nhé. Đấy, như vậy thôi, chỉ đơn giản như thế thôi, nó OK anh em nhé. Đấy. Thì nó cũng không có gì phức tạp cả, nhưng nhiều anh em chưa biết thì nó cũng khó. Đấy. Máy thì bên em cũng có bán rất nhiều dòng Sony này anh em nhé, anh em quan tâm thì có thể kết nối em qua số Zalo này nhé, 0765826886. Bao cho anh em máy Sony Zin App nhá, còn kháng nước đầy đủ, màn đẹp không ám ố, máy bán ra 3 Tết 1 tuần, bảo hành 3 tháng cho anh em. OK, cảm ơn anh em đã xem video anh em nhé, chúc anh em thành công.